chè chuối nha cả nhà. Thì cái chè chuối á, thay vì phiên bản mà hồi xưa mà người ta hay nấu á, là người ta sẽ cho là cái bột khoai. Cái bột khoai ở trong chợ á, trong chợ mấy sạp khô á, cả nhà người ta thường sẽ bán những cái bột khoai đó, nó đủ màu cũng có và màu trong cũng có. Trong cái clip bánh cúc gừng lá dứa đó thì em có làm cái bột khoai đó, nhưng mà trong cái món chè này thì em thêm chút xíu cho nó lạ thôi. Đó là em sử dụng cái mấy cái chân châu khoai á, khoai lang á cả nhà, khoai lang đủ màu đủ mùi á, thì để em làm cho cái chè mình ăn nó đỡ ngán hơn, nó ngán hơn là thay vì hồi xưa là mình chỉ ăn bột khoai với lại chuối với lại bột bán thôi đó. Thì bây giờ thì em cho thêm cái bột khoai, cái khoai lang nữa, thì nó thứ nhất là cái màu sắc của cái chè của mình đó cả nhà, nó sẽ nhìn nó sẽ sang trọng hơn chút xíu và nó nhìn bắt mắt chút xíu đó. Thay vì đó là một cái biến tấu mới để mình làm cho cái món chè của mình nó trông cho nó đẹp hơn đó cả nhà. Đó thì khi mà khách họ ăn họ thấy ủa cái này là chè gì, à chè chuối nhưng mà xanh xanh đỏ đỏ tím tím gì đủ màu hết vậy, thì người ta nhìn thì sẽ dễ kích thích hơn á cả nhà. Thì em biến tấu như vậy để cho cả nhà mình tham khảo, nếu mà mình thích thì mình làm, còn nếu mình không thích thì mình vẫn làm theo phiên bản cũ, là mình dùng cái bột khoai ngoài chợ á, mình mua về nhà mình luộc, mình nấu như thế này luôn nha cả nhà. Đó thì tùy mình thôi, mình muốn làm như thế nào thì làm theo em cũng được, mà không làm theo em làm theo cái phiên bản cũ cũng được nha. Đó thì cái cách mà lấy nước cốt dừa thì trong cái bài chè thạch xanh em cũng có chia sẻ cách lấy nước cốt rồi đó. Thì trong đây thì hôm nay em không có làm, em mua luôn ở ngoài chợ, ở đây người ta có đủ hết nên là em mua sẵn luôn đó. Cả nhà nhớ là cái cốt nhất á, cái cốt nhất là cái cốt ngon, cái cốt nguyên chất, cho nên á mình không có nấu nha, mình đừng có nấu nó sẽ bị tách lớp và nó mất cái mùi vị béo của cái cốt dừa của mình, nên cả nhà đừng có nấu nha. Đó thì tô chè như thế này gọi là hoàn hảo rồi đó cả nhà, và mình kinh doanh luôn cũng là rất là ngon ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip của em nha, và em sẽ thường xuyên ra những cái clip mà chè hot và những cái loại chè mà em đã biết và đã học và đã từng nấu từng làm, thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà nha, để cả nhà cùng làm với em để mà mình có thể kinh doanh nè, mình nấu ăn cho gia đình đồ này kia nè, mình không kinh doanh thì mình nấu cho gia đình mình ăn. Thì em có những chia sẻ như vậy, rất là vui khi chia sẻ nhiều món ngon đến cả nhà. Cả nhà nhớ yêu thương em thì nhớ đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog và nhớ like thật nhiều nha cả nhà. Like nhiều để em có nhiều cái động lực để mà em làm ra thật nhiều món ngon. Thật sự khi mà tại vì cái người mà biết nấu rồi á thì dễ biến tấu lắm cả nhà. Khi mà em biết nấu, học em được học và em nấu rất nhiều lần rồi, cho nên khi mà có những cái món nào hot ra thì thứ nhất là em sẽ làm thử, và thứ hai nếu không được em sẽ đi học. Cả nhà yên tâm đi, và em sẽ thường xuyên ra những clip hot, nên khi cả nhà nhớ nhấn chuông nha, nhớ nhấn chuông để mà khi mà em ra clip mới là cả nhà thấy liền. Vì nhiều khi cái món nó đang hot mà cả nhà trông chờ đang tìm kiếm khóa học nhưng mà không thấy, nhưng mà nhiều khi nhấn cái chuông đi có cái clip mới thì cả nhà sẽ thấy, nhiều khi ra gặp món hot luôn á. Nhớ nha cả nhà, cảm ơn cả nhà. Hôm nay em sẽ giới thiệu cả nhà cái cách làm chè chuối nha, mà chè chuối theo kiểu hiện đại nha cả nhà. Thì đây là tô nước lọc này, em sẽ cho vô xíu muối, để mấy chuối ở đây em sử dụng là chuối chút xứ nè, chút xứ ở em thì người ta gọi là chút xứ đó, không biết là ở ngoài Hà Nội thì người ta gọi chuối gì em không biết nữa. Đó, em sẽ ngâm cho nước muối khoảng 10 phút nha cả nhà, nấu ít thôi, nấu có 3 cái ngâm qua nước muối ha, ngâm khoảng 10 phút thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ tiếp theo thì em sẽ đi làm chân châu. Thì để làm cái chân châu thì ở đây em sử dụng là khoai mì, cũng khoai tím đó cho em, cũng khoai tím. Thì ở đây là em sử dụng là khoai tím nè, khoai hoàng là khoai màu cam nè, và khoai mì. Là em sẽ làm bốn màu nha cả nhà. Đó thì làm chân châu thì em có chia sẻ nhiều cách làm rồi.
nhưng mà hôm nay em chỉ làm đơn giản thôi, nhưng mà em thấy nó ngon, em hay làm á. Đó. Đó thì mỗi thứ là em sẽ sử dụng 100 gram hết, khoai là 100 gram ha. Đó, nè, 100 gram khoai ha. 100 gram khoai thì cái này em sẽ bóp khoai ra, bóp khoai cho nó tơi ra. Mình làm thân trâu mình rửa tay sạch sẽ đi rồi mình làm nha cả nhà, nó dễ bóp hơn. Rồi khi mình bóp khoai ra cho nó nát hết rồi á, thì mình sẽ cho chân cho cái bột vô. Cho nó là 100, cứ 100 gram khoai thì là 100 gram bột vô nha cả nhà. Đó, bây giờ em sẽ cho 100 gram bột vô. Ra bớt khoai với bột cho nó đều nhau rồi mình mới cho nước sôi vô nha cả nhà. Rồi mình sẽ cho nước sôi vô nha cả nhà, cho nước sôi vô, nước phải sôi bùng bục luôn nha, nước phải sôi dữ lắm á. Cái lượng nước là mình không xác định nha cả nhà, tùy bột, bột nó khô hay là bột nó nhão nữa, cho nên là mình cứ mình cho lượng theo ý mình thôi. Đó, khi mình cho mình thấy nó vừa như thế này nè, cứ vừa tay mình bóp bột khi nào nó dẻo là được nha. Mình cứ làm hình thù gì theo ý mình thì mình làm. Ở đây em cắt thành viên hoặc là sợi. Hôm nay là em chia sẻ với cả nhà cái cách làm chè chuối nha. Thì chè chuối ở đây thì em sử dụng là 3 quả chuối, chuối sứ nha cả nhà. Chuối sứ và 200 g đường. 200 g đường. Ở đây là cốt dừa nhì nha. Và ở đây là cốt nhất nè. Ha, cốt nhất thì em sử dụng là 200 g, còn cốt nhì thì em sử dụng là 500 g. Thì em sẽ bỏ hết cái nước cốt dừa vô trước. Cốt dừa này trong cái bài chè thạch xanh á cả nhà, chè thạch xanh Hot Sài Gòn á, thì em đã có chia sẻ cái cách lấy cốt dừa nhất, cốt dừa nhì rồi á. Thì hôm nay ở đây em không có nói nha. Và ở đây là cái bột bán em đã ngâm rồi, ngâm cho nó nở rồi ha. Thì em sẽ cho vô cái nước cốt luôn, cho vô cái nước cốt và em luộc luôn. Đó thì còn ở đây thì ở nhà em có khoai sẵn nè, cái này là khoai dẻo thôi cả nhà, khoai dẻo đủ loại thôi chứ không có gì hết. Cách làm thì em có chia sẻ trong cái chè khoai dẻo em cũng có làm rồi nha, chè khoai dẻo em cũng có làm cái khoai này rồi ha. Đó thì cái khoai này em sẽ đi luộc nó, em luộc hết rồi hồi em bỏ vô chè thôi. Đó còn cái khoai mì mình sẽ sử dụng khoai mì nữa, khoai mì hấp sẵn rồi mình bỏ vô nha. Đó giờ mình nấu cái nước cốt nhất thôi. Còn ở đây là em sử dụng 3 cái trái chuối, chuối sứ nha. Em sẽ cắt ra, cắt chuối sứ này ra. Chuối mình lột ra rồi mình ngâm với lại cái nước này, nó có xíu muối trong đây nè cả nhà, xíu muối ha. Ba trái chuối rồi, em nấu ít, nấu nhiều cũng may ăn. Nấu chè riết rồi hả, nhìn thấy chè cũng ngán quá cả nhà. Đó, nhưng mà mê nấu. Cho xíu muối vô, khoảng 10 gram đường nha. Em cho 10 gram đường, chừng xíu muối thôi. Xíu muối để nó dằn lại. Đó,
rồi mình sẽ chờ cho khoảng 5 phút, 10 phút gì cũng được, nó cho cái chuối mình nó thấm đường ha. Đó. Rồi em trong thời gian này thì em sẽ đi luộc khoai nha cả nhà. Rồi, sau khi mà cái bột bán nó chín rồi này cả nhà, bột bán nó chín rồi ha, thì em sẽ cho khoai vô luôn nha. Mình ăn bao nhiêu mình cho bấy nhiêu chứ mình không cần cho nhiều quá. Khoai mà nãy em có giới thiệu đó, thì trong khi nấu mình nhớ cho cái lá dứa cho nó thơm nha cả nhà. Đó. Khi mà cái lá dứa nó thơm rồi á, em vớt cái lá dứa ra luôn. Vớt lá dứa ra, đồng thời mình cũng cho đường vô luôn nha. Ở đây em sử dụng là 200g đường nha. Đường thì mình có thể gia giảm được nha cả nhà. Mình ăn ngọt, ăn nhạt gì đó thì mình sẽ gia giảm đường nha. Ở đây em sử dụng là 500g nước cốt nhất, nước cốt nhì là nước dảo á, và 200g cốt nhất ha, là 200g đường nha cả nhà. Khoai thì tùy thích, mình cho bao nhiêu cũng được, mình thích ăn nhiều cho nhiều, ăn ít thì cho ít nha. Rồi mình cũng cho chuối vô luôn. Chờ nó sôi lại nha cả nhà, chờ nó sôi lại rồi mình sẽ cho cái cốt dừa nhất vô. Sau khi mà cái chè của mình nó sôi lại rồi đó thì em sẽ cho cái cốt nhất vô luôn nha cả nhà. Cho cốt nhất vô, mình đảo đều nó là mình tắt bếp được rồi cả nhà. Tại vì cốt nhất mà mình đừng để sôi, sôi nó không còn ngon nữa nha. Đảo đều, tại vì khi mà cái cốt nhì á, cái cốt dảo của mình nó sôi bùng mà mình cho cốt nhất vô á là nó đã vừa rồi ha, cho nên mình không cần phải là để cho nó sôi nha. Sôi nó cái cốt dừa nó sẽ mất chất, nó không còn cái độ thơm nữa nha cả nhà. Đó. Mà chè hấp dẫn quá. Rồi em sẽ tắt bếp ha. Thì tắt bếp xong rồi em sẽ cho xíu cái vani nha, cái hương vani nha, xíu rồi để cho nó thơm thôi chứ không có gì. Đó là chè của mình xong rồi đó.